Ba đồng lòng quê ta. Có 10 cô gái xông pha trận tiền, các cô như là nàng tiên sáng ngời chân lý. Ba Trưng Ba Chiều, Ngã Ba đồng lòng quê ta. Có 10 cô gái ghi trang sử vàng, các cô như là nàng tiên trái tim dũng sĩ giữ yên quê nhà. Ngàn năm gương sáng cho đời. Hôm nay rất là vui mừng cho tập thể cán bộ chúng tôi được đón nhận tình cảm của các thầy giáo cô giáo và các bạn sinh viên. Hãy đi các vị chiến sĩ đi đánh cháy ở Ngã Ba đồng lòng. Làm việc ăn nghỉ dễ có cảm hứng, những bữa ăn vội vàng luôn đắp lên trộn khói bom và hủy diệt tất cả vì con đường, vì sự đẹp giản dị miền Nam. Hôm nay thì chúng ta về Ngã Ba đồng lộc. Lúc này chúng ta đi từ thị trấn Cam Lộc đó, từ đường quốc lộ 1A lên các bạn rẽ phải. Và bên cạnh có một cái tượng đài, nếu bạn để ý, đó là nơi khởi đầu của Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đi thẳng về đây, và điểm đầu tiên chúng ta đã bắt gặp rồi, đó là nhìn thấy rõ một biểu tượng giao thông đặt nét chính giữa Ngã Ba đường, đó chính là Ngã Ba đồng lộc. Lúc này chúng ta đi qua theo lối này thì chúng ta phải quay trở lại tới Ngã Ba đồng lộc. Các bạn chạy trái tay dâng hương đó, thì chúng ta sẽ bắt gặp tuyến đường 15A. Tuyến đường 15A là một nhánh chính của đường mòn Hồ Chí Minh chạy xuyên suốt khu vực di tích này. Bức thư cuối cùng của cái con gái thương yêu của mình từ chiến trường gửi về cho quê nhà. Đến suốt 5 ngày sau đó, chị Tâm cùng với những người đồng đội họ đã ngã xuống tại mặt đất linh thiêng này. Tôi hy vọng rằng sau buổi tham quan ngày hôm nay ở Ngã Ba đồng lộc thì mỗi chúng ta, các bạn sinh viên ta đấy, chúng ta hãy cố gắng làm sao sống học tập để đúng nghĩa, đúng sự hy sinh mà được và đúng đích. Tức là chúng ta đền đáp được sự hy sinh của cha ông chúng ta. Đồng lòng quê ta, có 10 cô gái xông pha trận tiền, các cô như là nàng tiên sáng ngời chân lý. Ba Trưng Ba Chiều, Ngã Ba đồng lòng quê ta. Có 10 cô gái ghi trang sử vàng, các cô như là nàng tiên trái tim dũng sĩ giữ yên quê nhà. Ngàn năm gương sáng cho đời, Việt Nam tổ quốc muôn đời ghi công, tiếng vang lẫy lừng non sông, trái tim nhuộm thắm cờ hồng tung bay. Ngàn năm gương sáng cho đời, Việt Nam tổ quốc muôn đời ghi công, Ngã Ba đồng lòng hôm nay tên 10 cô gái vung tròn chiến công. Xông pha trận tiền, các cô như là nàng tiên sáng ngời chân lý. Ba Trưng Ba Chiều, Ngã Ba đồng lòng quê ta. Có 10 cô gái ghi trang sử vàng, các cô như là nàng tiên trái tim dũng sĩ giữ yên quê. Ngàn năm gương sáng cho đời, Việt Nam tổ quốc muôn đời ghi công, tiếng vang lẫy lừng non sông, trái tim nhuộm thắm cờ hồng tung bay.
ngàn năm gương sáng cho đời. Việt Nam tổ quốc muôn đời ghi công, ngã ba đồng lòng hôm nay. Tên 10 cô gái vung tròn chiến công, ngàn năm gương sáng cho đời. Việt Nam tổ quốc muôn đời ghi công, tiếng vang lẫy lừng non sông. Trái tim nhuộm thắm cờ hồng tung bay, ngàn năm gương sáng cho đời. Việt Nam tổ quốc muôn đời ghi công, ngã ba đồng lòng hôm nay. Tên 10 cô gái vun tròn chiến công. Trên thuyền rời phóng nhà, yêu em chiều nay.
gì đang ăn nghỉ tại nhà tang liệt sĩ Trần Sơn. Các anh nằm bên này gió biển mênh mông, bên kia mây trắng Trường Sơn tựa hoành khăn tang của núi. Nhớ mãi những người anh dũng hiên ngang hy sinh trên những cung đường của Trường Sơn tên lửa anh. Xây dựng từ tháng 2 năm 1975 và đến 30 tháng 4 năm 1977 thì hoàn thành. Và cái điều thứ hai là một cái sự diễn đáng lưu ý là ở phía trước mặt cái tượng đài có nhiều nguồn nước. Ở đây khi nó là một cái thung lũng của các ngọn đồi, và nhưng khi bắt đầu là để xây dựng nhà gang này thì ông đồng sĩ dân cho đào cửa hố để giữ cái lượng nước mưa phục vụ lượng nước phục vụ cho xây dựng. Nhưng khi mới đào khoảng 1 mét thì tự nhiên gặp cái mạch nước ngầm phun, nó phun lên rất cao. Chính vì là đó cho nên ông đồng huy động cả nhân lực vật lực đào đồng đào và lưu xuống ở dưới cho đào về củ lao và đóng một con đào. Cho nên đặt đặt ở miền Trung và tỉnh Quảng Trị thời tiết rất là khắc nghiệt, những ở nơi cao và nó không bao giờ được cả và luôn được dồi dào sức khỏe, thành phục thành đạt và gặt hái được nhiều kết quả trong năm 2017-2018. Xin chào các bạn. Nơi các chị các anh nằm bên này gió biển mênh mông, bên kia mây trắng Trường Sơn tựa hoành khăn tang của núi. Nhớ mãi những người anh dũng hiên ngang hy sinh trên những cung đường của Trường Sơn tên lửa anh. Tại đài tưởng niệm trung tâm di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, đoàn cán bộ giáo viên và sinh viên đại học K10, cao đẳng K17, khoa du lịch trường đại học công nghiệp Hà Nội do tiến sĩ Lê Thu Hương, phó trưởng khoa du lịch làm trưởng đoàn đến đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ba áng mây thiên
thiên địa nhân. Ba bát cơm đất nước để dành cho các anh đượm tình cha lòng mẹ. Các anh về đây nhẹ theo cây thiên mệnh hồn bay lên. Hôm nay thiên mệnh như thật cao trên đỉnh cây tụ một quầng mây trắng giữa bầu trời xanh ngập tràn ánh nắng. Tấm nhang thương nhớ các anh. Một nửa là phía hồ nước xem như là phần âm. Từ phần âm người ta đắp một cây đèn bằng đồng màu đỏ, được ví như là phần dương trong âm. Cây đèn được xem như một cây thiên mệnh có chức năng thiêng liêng, là cầu nối giữa trời và đất để truyền tải linh hồn các anh hùng liệt sĩ về với cõi vĩnh hằng. Trên đỉnh cao cây thiên mệnh là hình tượng ngọn lửa với tinh thần đoàn kết quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ở giữa có ba bông hoa tượng trưng cho tam tài, thiên, địa và nhân, là nói lên mối quan hệ giao hòa giữa trời, đất và con người. Phía dưới ba bông hoa là hình tượng ba bát cơm chồng lên nhau cùng cho người đã khuất. Theo phong tục người Á Đông thì những người mất từ 60 tuổi trở lên được gọi là hưởng thọ và cũng một bát cơm, còn những người mất dưới 60 tuổi thường được gọi là hưởng dương và cũng ba bát. Mà khi các chiến sĩ của ta hy sinh tại đây khi cuộc đời còn trẻ, bởi vậy hình tượng ba bát cơm mang ý nghĩa như vậy. Một nửa phần còn lại phần để đứng dâng hương, phần này được gọi là phần dương và được lát bằng gạch màu đỏ. Màu đỏ đó là màu của sự sống, của sự sinh sôi nảy nở, của sinh khí vận hành. Từ phần dương có một phần thiểu âm ăn thông vào trong lòng đài tưởng niệm, với một quan niệm rằng trong cuộc sống này âm dương tuy hai mà một, âm dương không thể tách rời, luôn bổ sung cho nhau. Bởi vì trong âm thì có dương và trong dương bao giờ cũng có âm. Và giữa hai mạch nội âm dương thì đặt một lư hương lớn để khi mọi người đến đây thắp một nén hương thực tâm cầu khấn, vong linh các anh hùng liệt sĩ sẽ từ cõi âm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng thanh thản nơi chín suối. Các bạn thân mến, là trong buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ, các bạn được tham quan hai khu di tích, một là nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và thứ hai là thành cổ Quảng Trị. Ở đây thì cô rất là mong các bạn vừa được nghe anh Dũng thuyết minh cho các bạn biết đôi điều về thành cổ Quảng Trị cũng như sự hy sinh của cha anh chúng ta đúng không ạ. Và sau buổi tham quan chiều hôm nay thì cô rất là mong mỗi bạn sinh viên chúng ta hãy cố gắng sống, suy nghĩ và hãy hành động một cách tích cực nhất để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh chúng ta, được không các bạn? Vòng tay học trò.
nhớ khúc ca. Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế, Nam ai Nam bằng mà sao thương thế, lắng trong vui buồn mộng mơ em hát nghe thân thương. Rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước dáng em đi về hòa tan trong Huế nên tôi đi tìm em. Sông Hương lịch sử ngàn năm đánh đôi dài ngoài xăm khắc ghi ở trong tâm những yêu thương thật ấm thầm. Huế yên bình thắm thân những ân tình gắn bao nhiêu gia đình sống mãi trong tim mình. Từ cửa ngõ môn đến đền Thái Hòa, từ chư thiên bộ rồi đến thủ vĩ dạ. Huế trong lành khắp cho nên tươi xanh ấm áp và chân thành đi xa cũng không đành. Từ Lan Từ Đức đến Lạc Khai Định, từ Cuộc Thường Giám rồi đến Câu Trang Tiền. Muôn năm say màu áo yếm rồi đến ngân nghe màu áo tiêm. Con người thì hòa nhã tí mà thì rộn rã, chịu khó chịu thương vừa có bao gió sương. Welcome to Vietnam. Nào bạn ơi hãy đến viếng thăm vì đất nước tôi đẹp xinh lắm. Với bao lịch sử lâu đời, mênh mông đồng ruộng ngát xanh, người Việt Nam mênh khánh với đôi tà áo thức tha dài trong gió. Với bao niềm vui đang chờ, giang tay Việt Nam luôn chào mừng. Nếu các bạn hãy đến đây cùng thưởng thức món cơm hến, vì thật ngon ăn thì cay nào ta chỉ tới bến. Ăn vào suýt suýt xoa xoa sẽ có thêm một tô cơm hến ơi. Huế của tôi rất nổi tiếng với món bánh bèo, tôm chay hồng mặn mà thắm đường trên gạo dẻo. Dù đi đâu quê hương đó ta có thể mang theo là quà tặng cho tất cả ân tình của quê nhà. Welcome to Huế nha, come on. Xứ Huế món ăn đa dạng ghê, bún bò nem lụi bánh phu thê, chưa kể món ăn cung đình Huế, tôm chua mè sững thế mà mê. Dù đi đâu luôn hướng về, mãi tự hào là người con của đất Huế. Dù đi đâu luôn hướng về, mãi tự hào là người con của đất Huế. Nào bạn ơi hãy đến viếng thăm vì đất nước tôi đẹp xinh lắm. Với bao lịch sử lâu đời, mênh mông đồng ruộng ngát xanh, người Việt Nam mênh khánh với đôi tà áo thức tha dài trong gió. Với bao niềm vui đang chờ, giang tay Việt Nam đón chào mừng. Con người đất Huế luôn thân thiện, đón chào hiếu khách khắp mọi miền, luôn nở nụ cười khi đối diện, mở rộng vòng tay đón bạn hiền. Đất Huế nơi đây rất hiền hòa, e ấp ngượng ngùng như nụ hoa, gia phong nề nếp luôn kín đáo, dịu dàng ý nghĩa như chiếc da. Nào bạn ơi hãy đến viếng thăm vì đất nước tôi đẹp xinh lắm. Với bao lịch sử lâu đời, mênh mông đồng ruộng ngát xanh, người Việt Nam mênh khánh với đôi tà áo thức tha dài trong gió. Với bao niềm vui đang chờ, giáng tay Việt Nam đón chào mừng. Bắt đầu. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào thân thương và lời chúc sức khỏe đến quý khách đã đến thăm khu đền tháp Mỹ Sơn. Kính thưa quý khách, trong hội làng Chăm là điệu múa biểu hiện sự mừng vui, hân hoan của trai gái Chăm trong ngày hội làng. Từ xưa đến nay, trong các lễ hội của người Chăm đều được biểu hiện qua các điệu múa mừng. Trong hội làng Chăm do tốt múa nam nữ biểu diễn. Ladies and gentlemen, the performance of Tam Quốc Ất belonging to the nation in 1844 Ladies and Gentlemen is starting. First of all, we warmly welcome all of you, the tourists visiting the ancient temples today. And now we'd like to introduce to you the dance
Cham Village Festival drummer. This dance is perceived the joint Cham young people in their village festival, performed by the dancers. Yeah.
tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Em xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của cô Lê Thu Hương, phó khoa du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Vâng, và bên cạnh đó còn những thầy cô giáo đã đi cùng với chúng ta và vô cùng tuyệt vời, là những người dẫn lối chỉ đường cho chúng ta đến với thành công. Và chắc chắn những người đó sẽ là người vô cùng vĩ đại, sẽ dẫn chúng ta đến với thành công trong cuộc đời, đúng không nào? Chúng ta có thể nhìn thấy thầy Hưng, cô Hồng Vân, cô Ngọc, cô Yến Hoa, cô Vân Anh, thầy Quang, cô Mỹ, cô Nga, cô Hương và cô Mai. Chúng ta dành một tràng pháo tay rất lớn dành cho những thầy cô chúng ta đi ạ. Và đặc biệt hơn nữa, đó là đặc biệt nhất là hơn 500 bạn sinh viên của khoa du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bây giờ vỗ tay cho mạnh 2 cái. Rồi bây giờ vỗ tay cho mạnh 3 cái đi nào. Tay đâu là tay đâu. Lớn hơn là lớn hơn, âm nhạc nổi lên. Và bây giờ mạnh nói như thế nào thì các bạn đáp lại cho mạnh như vậy nha. Tay đâu là tay đâu. Tay đây là tay đi. Cho là cho là cho là cho. Cho là cho là cho là cho. Anh em mình là một gia đình là chơi hết mình âm nhạc sập sình. Và sinh viên chúng ta đến từ khóa du lịch, đến từ khóa du lịch.
rocks will make the earth shake. Thank you.
trên chiếc đò con khoang tay bước đi đến một trang sĩ kiều hùng. Đêm mây bên chúng trà đường cuối xưa và đàm luận nhiệt hàng nguyên. Rồi đến sáng tinh sương khi sao mai nơi phương đông bắt đầu lố vàng. Thì chàng này tay nơi xóm nghèo làng ăn cựu cũng lên đường theo nghĩa đáng cần dương. Thank you.
Trước là cờ vinh quang sắc vàng ngôi sao rực sáng, số đường dài gian nan giữa ngàn phong ba bao tố, có một người chiến sĩ tiên phong theo con đường cách mạng tiên phong xây lực lượng vũ trang. Người chiến sĩ ơi, lòng hướng theo chí bao là linh hồn quân đội nhân dân Việt Nam, bao đời kẻ thù không cùng chiến tranh nhân dân, người luôn xứng danh vì tung hồn thế kỷ, đời luôn khắc ghi võ nguyên sang. Người được tên chiến thắng điện biên và dệt nên mùa xuân đại thắng, người giải công thống nhất non sông một Việt Nam qua thời đêm tối. Một người con đất nước hùng anh làm giản danh Việt Nam người sáng, người vào trang sử mới vinh quang một Việt Nam muôn đời trường thắng. Trường
đi từ sâu thẳm của
Và ở đó thì có những thầy cô, dù năm tháng trôi qua đúng không ạ, dù mái tóc có tiền xương thì vẫn theo dõi các bạn, hỗ trợ các bạn. Vâng, cái này là sự rất thành thành của cô Lê Thu Hương đúng không ạ? Vâng, và tôi đã nhìn thấy những hàng nước mắt đã rơi xuống của cả thầy và trò khoa du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đúng không ạ? Nhưng tôi chắc chắn rằng đây là những dòng nước mắt hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi thành viên của đại gia đình khoa du lịch trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đúng không ạ? Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng đồng thanh hô to dòng chữ chúng em yêu thầy cô đúng không ạ? Nào chuẩn bị nhá, 3, 2, 1. Và lưu giữ lại một tấm hình và cùng với tập thể thầy và trò tham gia trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.